Chất tin chắc rằng việc nhà truyền giáo sinh ra ở đâu hay đến từ quốc gia nào không ảnh hưởng tới việc truyền giáo. Cuối cùng thì, đối với người Salesian, mọi sự đều dựa trên niềm say mê đối với Chúa Giêsu. Đây chính là ý nghĩa của việc trở thành một nhà truyền giáo. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Chúng ta bắt đầu nói về từ thứ ba, chuẩn bị. Chính con đã sống kinh nghiệm hội nhập văn hóa bằng mọi cách. Chúng ta có thể đưa ra những lời khuyên nào cho người bắt đầu bước đường truyền giáo, thưa cha? Là một nhà truyền giáo Ascended, ngay cả những người giỏi nhất sau khi nhận ra ơn gọi, phải làm một cuộc phân định thực sự. Không phải là tôi thích và tôi ra đi, nhưng sau đó tôi không tìm thấy chính mình và tôi quay trở lại. Không phải như vậy. Có gì đó sâu xa hơn nhiều, và điều này liên quan đến việc chuẩn bị. Trước hết là sự chuẩn bị cá nhân của một người trưởng thành thực sự, một sự trưởng thành đúng nghĩa về đức tin, một sự chuẩn bị về mặt thiêng liêng. Điều này dẫn đến một sự xác tín rằng tôi muốn dâng hiến những gì tôi là trong sự đơn giản và khiêm nhường. Một cách đơn giản, cha sẽ nói tới những từ như sáng suốt, thanh thản, tiến tới, thời gian và lòng quảng đại với tất cả mọi người. Tất cả anh em truyền giáo phải sống những điều này. Trong những tỉnh dòng quảng đại gửi người đi, thì không phải vì tỉnh dòng không cần họ nữa, mà là họ có giá trị trong tỉnh dòng và còn giá trị hơn nữa ở nơi mà họ tới. Cha phải nói nhiều lần rằng điều này thật tuyệt trong tung hội chúng ta. Cuối cùng, cha nói với tất cả sự chuẩn bị tốt ở trong những nơi phải chào đón anh em truyền giáo sẽ là không đủ khi chỉ nói rằng đi đến. Không, chúng ta phải bảo đảm một sự chào đón tốt, đảm bảo cho họ được học ngôn ngữ địa phương. Nếu bạn không nói được ngôn ngữ, bạn sẽ cảm thấy bị cô lập. Vì thế, một sự chuẩn bị về ngôn ngữ sẽ giúp anh em truyền giáo không bị khủng hoảng trong bước đầu, và sau đó cung cấp những điều kiện để sau này họ có thể phục vụ tốt hơn, chào đón họ với một tình yêu đích thực. Và phải nhớ rằng họ đã từ bỏ mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Tất cả những điều này gọi là sự chuẩn bị, một cách nghiêm túc của những nhà truyền giáo Salesian nhân danh Thiên Chúa.